AK sớm thì anh em video review Honda Winner lắp đặt đèn chiếu sáng phụ trợ GG30X hay còn gọi là L3 ở vị trí mặt nạ của xe, hoạt động hai chức năng on off và chức năng passing đó đèn. Đây là công tắc dùng để tắt mở đèn trợ sáng. Ở phần công tắc này các bạn hãy chọn sử dụng công tắc như trên video hoặc các bạn sử dụng công tắc LED tùy theo cầu của bạn khi lắp đặt. Và đây là công tắc có pha á thắt tích hợp thành chức năng passing đá đèn thay thế cho công tắc có pha zin của xe. Và đây là hình ảnh đèn trợ sáng GG30X hay còn gọi là L3. Và độ sáng của đèn này so với L4 là vượt trội hơn rất nhiều, và so với dòng L4X cho độ sáng nhỉnh nhẹ hơn một tí so với L4X. Và đây là dòng sản phẩm cho ánh sáng tỏa. Đây các bạn nhìn rõ 3 chip LED. Và chip LED là cho ánh sáng tỏa. Ở dòng sản phẩm Running Way này có thêm dòng sản phẩm chip GG40X với 4 chip LED hình vuông. Và đèn đó thì to, các bạn chỉ có thể đặt ở vị trí chân kiến. Để vào mặt nạ của xe như thế này, các bạn nên chọn dòng sản phẩm GG30X hay còn gọi là L3 như bạn đang xem trên video. Và đây là toàn bộ hình ảnh của đèn sau khi lắp đặt hoàn chỉnh vào mặt nạ của xe và không cần phải khoét mặt nạ gì hết. 3 tim LED trên đèn vẫn nằm rõ bên ngoài, đưa ánh sáng thẳng qua lỗ trên mặt nạ của xe. Đây các bạn xem rõ hình ảnh đèn. Mình xin nhắc lại, đây là dòng sản phẩm GG30X hay còn gọi là đèn L3. Cho độ sáng so với L4 là sáng hơn rất nhiều, và so với dòng L4X cảm nhận sáng nhỉnh hơn tí so với L4X XML2. Và riêng những dòng sản phẩm GG30X hay GG40X này thì cái giắc nối giữa đèn với mạch điện là giắc như thế này, giắc kính hoàn toàn để chống nước. Đây là giắc nối đi theo đèn, bạn xem rõ. Và đèn lắp đặt lên xe cho các bạn hoạt động hai chức năng on off và tắt mở, và chức năng passing ở đèn. Đây là công tắc on off, các bạn xem rõ. Khi mình tác động vào công tắc này thì đèn trợ sáng phía trước được mở. Đây các bạn thấy rõ, khi mình tác động vào công tắc on off thì đèn trợ sáng được mở. Và riêng dòng xe Winner này với phần passing đá đèn sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản nâng cao. Riêng trợ sáng thì các bạn chỉ cần passing là đèn trợ sáng sẽ được đá đèn. Chỉ phần đèn chính sẽ có hai phiên bản như mình vừa nói, là passing tiêu chuẩn và passing nâng cao. Tiêu chuẩn là như thế nào? Tiêu chuẩn là bắt buộc các bạn phải mở công tắc đèn, thì khi đó các bạn passing mới có tác dụng. Còn nâng cao các bạn không cần mở công tắc đèn này, các bạn passing vẫn được. Và ở video bạn đang xem là phiên bản passing nâng cao. Đây các bạn xem rõ, lúc này công tắc đèn đang ở vị trí off hoàn toàn. Mình tác động passing, các bạn sẽ thấy passing được phần đèn chính và passing luôn đèn trợ sáng L3. Đây, phần đèn chính sẽ có báo pha cho đồng hồ. Ban ngày khi bạn lưu thông, các bạn chưa mở công tắc đèn, các bạn bật passing, các bạn sẽ thấy rõ phần đèn có pha trên xe và phần trợ sáng cho mặt nạ sẽ được mở đèn, passing đó đèn. Đây, lúc này các bạn chưa bật công tắc đèn. Khi các bạn lưu thông trên đường, các bạn bật công tắc đèn ở chế độ code. Đây các bạn đang mở đèn ở chế độ code, các bạn thấy ngăn trên sáng đèn, ngăn dưới hoàn toàn không sáng đèn. Các bạn bật passing thì sẽ đá đèn trợ sáng L3 và đá đèn ngăn đèn pha trên ngăn đèn chính. Đây mình xin nhắc lại, khi các bạn đang mở đèn lưu thông ở chế độ code, các bạn bật passing đá đèn thì sẽ passing đá đèn phần đèn L3 ở mặt nạ và ngăn đèn pha trên đèn chính. Khi các bạn mở
công tắc đèn pha. Thì các bạn thấy rõ khi mở đèn pha thì đèn pha và có trên ngăn đèn chính sáng đèn cùng với đèn chợ sáng phía dưới sáng đèn. Lúc này các bạn bật vắt xin vẫn đá đèn phần chợ sáng và phần ngăn đèn pha. Khi các bạn không mở đèn chính của xe, các bạn bật công tắc đèn này, xin lỗi, các bạn bật công tắc đèn chợ sáng. Lúc này các bạn không mở đèn chính của xe, các bạn bật công tắc đèn chợ sáng, thì đèn chợ sáng được mở, các bạn bật vắt xin đá đèn thì vẫn đá đèn trên phía trên. Ta thấy rõ khi đèn chợ sáng các bạn đang được bật, các bạn bật vắt xin vẫn đá đèn ngang đèn chính bên trên. Còn khi các bạn hoàn toàn không mở đèn nào, các bạn bật vắt xin vừa gọi là phần on off đèn chợ sáng và bắt xin đèn chính và bắt xin luôn cả đèn chợ sáng. Và phiên bản bắt xin NH trên Winner các bạn đang xem là bắt xin nâng cao, không cần mở công tắc đèn này các bạn vẫn bắt xin được. Còn ở phiên bản bắt xin tiêu chuẩn bắt buộc các bạn phải mở công tắc đèn, thì khi đó các bạn mới bắt xin được phần đèn chính. Đó là sự khác nhau giữa bắt xin tiêu chuẩn và bắt xin nâng cao. Riêng phần chợ sáng thì không có phân biệt hai phiên bản đó, chỉ cần bắt xin là chợ sáng sáng đèn. Và các bạn đang xem trên video là dòng sản phẩm GR30X hay còn gọi là L3. Video review Honda Winner lắp đặt đèn chiếu sáng phụ trợ GR30X hay được gọi là L3 ở vị trí mặt nạ của xe. Hoạt động hai chức năng on off và bắt xin đá đèn với phiên bản bắt xin nâng cao dành cho Winner, không cần mở công tắc đèn vẫn có thể bắt xin. Và dòng sản phẩm L3 này cho độ sáng vượt trội hơn hẳn so với L4 và nhỉnh hơn một tí so với L4X. Sản phẩm được thực hiện bởi AK Shop